máy sấy thông gió, máy sấy đơn tụ và máy sấy heat pump có gì khác nhau mà mức giá lại khác nhau đến như vậy? Trước hết, máy sấy thông gió của Electrolux được nhập khẩu Thái Lan, có thiết kế nhỏ gọn, nặng 35 kg, hoạt động dựa trên nguyên lý tương tự như một chiếc máy sấy thóc, bao gồm hệ thống thanh sợi đốt được chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng thổi vào trong lồng sấy. Trong quá trình sấy, lồng máy sấy sẽ quay từ từ giúp giảm nhanh tới 32% so với khô tự nhiên. Như các bạn biết, khi phơi tự nhiên nếu có gió thì các vết nhăn trên quần áo được làm phẳng ra, nhưng nếu không có gió thì những vết nhăn trong quá trình giặt gần như được giữ nguyên tới quá trình khô. Hơn nữa, trong quá trình sấy của máy sấy thông gió, toàn bộ đồ sấy ở trong lồng sấy được hưởng một mức cơ chế hoạt động giống nhau, đồng đều, vì thế nó sẽ khô đồng đều và thời gian khô chỉ diễn ra trong vòng trên dưới 1 tiếng. Như áo sơ mi, áo phông sẽ khô trong khoảng 40 phút, còn quần bò hay kaki sẽ khô từ 80 đến 90 phút. Trong khi phơi tự nhiên, nếu có ánh nắng thì nó sẽ khô nhanh, nhưng nếu không có nắng hoặc trong những ngày mưa nồm của miền Bắc thì quá trình khô nó sẽ diễn ra trong thời gian cực lâu, khiến cho vi khuẩn có thể tái phát triển trở lại. Hơn nữa, khi phơi tự nhiên thì phía ở trên nó sẽ khô trước, phía ở dưới sẽ khô sau. Vì thế, sấy bằng máy sấy thông gió nó sẽ đảm bảo rằng giảm phai đến 80% so với phơi ngoài trời. Trong máy sấy thông gió có một bộ phận cảm biến độ ẩm, nó sẽ dừng hoạt động khi đã nhận biết quần áo sấy khô đủ mức cần thiết, tránh bị khô quá. Sau khi sấy đến cuối chu kỳ, máy sẽ thổi một luồng gió mát và lồng sấy đảo từ từ giúp giảm nhăn hơn nữa. Và cái luồng khí nóng ẩm đó nó sẽ chạy qua một cái sơ lọc bụi vải, những sơ lọc bụi vải nó sẽ đọng ở đây. Còn lại hơi nóng ẩm sẽ thổi ra phía đằng trước hoặc phía đằng sau. Máy sấy thông gió này đạt tiêu chuẩn bảo vệ vải Ultimate Care 500 và có thể sấy được những loại vải cơ bản như đồ cốt tông tổng hợp, đồ bóng. Sang đến máy sấy nương tụ thì hình thức nó sẽ đẹp hơn và nặng khoảng 45 kg, được nhập khẩu Ba Lan và tiêu chuẩn sấy của nó cao hơn nhờ cách thức sấy hoàn toàn khác. Máy sấy nương tụ thay vì có những sợi dây mai so lưa thưa như ở máy sấy thông gió thì nó bao gồm cả một dàn tản nhiệt dày đặc. Nó sẽ tạo ra một khối khí nóng đồng đều để tác động vào các sợi vải một cách đồng nhất, giúp giảm sự co rút sợi vải. Hơn nữa, máy sấy nương tụ được trang bị công nghệ inverter, khiến cho quá trình tạo ra nhiệt, cái độ biến thiên về nhiệt độ nó thoải hơn và bảo vệ vải tốt hơn, nên nó đạt tiêu chuẩn sấy khô Ultimate Care 700 và sấy được đa dạng các loại vải khác nhau so với máy sấy thông gió. Điển hình, nó có thể sấy được những cái đồ cao cấp như đồ len hoặc lông vũ, điều mà ở máy sấy thông gió không xử lý được. Ngoài ra, cái máy sấy nương tụ này khi sấy xong, toàn bộ cái luồng gió ẩm nó cũng thổi qua một cái lưới lọc sơ vải như thế này. Nhưng tuy nhiên, trước khi thoát ra khỏi máy, nó sẽ chạy qua một hệ thống dàn ngưng hóa lỏng các khối khí ẩm đó, nên nó không bị ảnh hưởng đến khí hậu trong nhà giống như máy sấy thông gió. Ngoài ra, về mặt hình thức, nó sẽ gọn đẹp hơn, bởi máy sấy thông gió phải lắp thêm cái đường ống này để dẫn hơi ra ngoài, nó hơi cồng kềnh và gớm ghiếc. Và tiếp tục sang đến máy sấy heat pump thì nó lại sử dụng một công nghệ hoàn toàn khác. Máy sấy này cũng được nhập khẩu Ba Lan và có cân nặng khoảng 55 kg. Nó không sử dụng những cái thanh đốt để tạo ra nhiệt nóng thổi vào trong lồng sấy, mà nó hoạt động giống như một bộ điều hòa, trong đó có lốc máy có môi chất chuyển đổi nhiệt, một dòng điện nhỏ tác động vào cái hệ thống máy của nó, và cái môi chất đó nó tạo ra cái sự thay đổi về áp suất và dẫn đến thay đổi về nhiệt độ. Cái nhiệt độ nóng nó thổi vào trong lồng này có mức nhiệt rất thấp, chỉ dao động từ khoảng 40 độ C đến 60 độ C là tối đa. Nó tùy thuộc vào các mức độ cơ chế sấy mà bạn lựa chọn. Sau đó, cái luồng hơi nóng ẩm đó nó tuần hoàn và chưa thoát ra ngoài, và nó đi qua một cái dàn ngưng
cái dàn ngưng đó nó vẫn giữ nguyên nhiệt độ nhưng nó làm đắp lại cái hơi ẩm biến thành lỏng. Vì thế cái hơi đó khi mà nó tuần hoàn lại trong lồng thì nó giảm đi đáng kể cái độ ẩm trong lồng. Vì vậy bạn cái hình dung đơn giản là nó hoạt động giống như một cái bộ điều hòa và một cái máy hút ẩm kết hợp đồng thời. Vì thế hình dung là nếu mà quần áo được treo trong một cái phòng điều hòa và máy hút ẩm cùng hoạt động đồng thời, thử hỏi nó khô và bền bài đến mức độ như thế nào. Cái công nghệ bơm nhiệt này nó tiết kiệm điện năng 50% so với công nghệ của máy sấy ngưng tụ, và công nghệ của máy sấy ngưng tụ lại tiếp tục tiết kiệm điện 50% so với máy sấy thông gió. Đối với máy sấy bơm nhiệt heat pump, do nguyên lý hoạt động và sấy khô với nhiệt độ thấp và giảm độ ẩm như vậy dẫn đến việc nó có tiêu chuẩn bảo vệ vải tốt hơn, tức là tiêu chuẩn của nó đạt đến Ultimate Care 800 và bắt đầu sấy được những dòng quần áo xa xỉ, ví dụ như đồ lụa tơ tằm hoặc là bộ con bé đắt tiền. Khi bạn sấy những cái đồ lụa tơ tằm hoặc con bé đắt tiền thì xin mời bạn để đồ vào trong cái giá sấy này, để vải lụa, com lê, giày thể thao, gấu bông đó. Khi nó sấy xong thì toàn bộ cái lượng hơi nóng ẩm cũng chạy qua một cái lưới lọc như thế này. Nhưng tuy nhiên trước khi chạy ra ngoài nó cũng chạy qua một cái sàn ngưng tương tự như là máy sấy ngưng tụ để khóa lỏng và không ảnh hưởng đến khí hậu ngoài trời. Như vậy để chốt lại những sự khác biệt cơ bản, nó không chỉ là xuất xứ, không chỉ là hình thức mà nó còn là tiêu chuẩn sấy khô, mức độ đa dạng của các loại vải khác nhau, mức độ tiêu thụ điện năng và mức độ ảnh hưởng đến khí hậu ngoài trời và môi trường. Vì thế giá nó tương đối khác biệt. Máy sấy thông gió, ví dụ như máy sấy Electrolux, mức giá chỉ dao động quanh tầm từ 7 đến 9 triệu. Của máy sấy ngưng tụ nó sẽ dao động từ 11 đến 13 triệu, còn máy sấy pump dao động từ 17 đến 19 triệu. Lựa chọn sản phẩm nào là tùy thuộc nhu cầu của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.